sản phẩm dầu gội Nocifei mà Vân đã sử dụng vào năm 2023 và đâu là sản phẩm mà Vân yêu thích nhất? Cocoon là một trong những dầu gội không sulfate mà lại sử dụng một cái thành phần dịu nhẹ hơn. Thành phần tạo bọt này có cái tên là sodium cocoid acetonate và có cái nguồn gốc thì từ dầu dừa. Ngoài ra thì sẽ có thêm hai thành phần tạo bọt khác nữa và được sử dụng trong những cái sản phẩm mà dành cho em bé hoặc là da nhạy cảm. Trong thành phần dầu gội thì sẽ có thêm tinh dầu bưởi, cho nên là các bạn sẽ không bao giờ ngửi được cái mùi bưởi hóa học hôi hôi đâu nha. Ngoài ra thì sẽ có thêm vitamin B5, silicide và các axit amin sẽ giúp làm mềm và bóng tóc. Bạn nào mà yêu thích cái mùi bưởi thì có thể dùng nguyên cái bộ gội xả của Cocoon nha. Thứ hai là dầu gội Purado, đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và organic của Mỹ. Cái ưu điểm của dầu gội này đó chính là ở chỗ thay vì sử dụng nước cất như những cái sản phẩm thông thường thì trong dầu gội sẽ được sử dụng tới là nước ép nha đam để mà giúp cho chúng ta có một cảm giác gọi là mềm mượt tóc hơn. Những các bạn nào mà hay uốn tóc bằng nha đam thì cũng sẽ hiểu được cái vấn đề này. Trong dầu gội sẽ có thêm hai thành phần này đều có nguồn gốc từ gluco và sẽ thay thế cái thành phần SLS. Dầu gội thì cũng sẽ thiên về mùi gừng xả chanh. Vân cũng có một cái video mà review riêng và cái combo gội xả của Curado rồi, các bạn có thể xem nha. Dầu gội thứ ba là của Benson, thì đây là một cái thương hiệu của Hàn Quốc mà Vân thấy là ở Việt Nam thì cũng chưa có được phổ biến cho lắm. Dầu gội thì sẽ dùng men tươi để mà mượt tóc và sẽ có cái thành phần là DLS3, thì đây là một cái chất tạo bọt dịu nhẹ thường được dùng cho những cái sản phẩm mà của em bé hoặc là cho làn da nhạy cảm luôn. Ngoại trừ cái thành phần men bia tươi thì ở trong dầu gội này nó sẽ có thêm nhiều thành phần khác, nhưng mà cụ thể nhất đó là Vân cảm thấy là sau khi mà gội xong mình sẽ có một cảm giác mang mát do bạc hà ở trong này. Để mà xếp theo cái thứ tự học sinh sinh viên này dễ mua dễ dùng thì Vân sẽ thích thứ nhất đó là dầu gội Cocoon, thứ hai nữa đó là dầu gội của Benton, thứ ba đó là dầu gội của Purado nha.